Dù dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam, tuy nhiên ngành bảo hiểm vẫn phát triển và tăng trưởng nhờ đưa ra các gói giải pháp bảo hiểm phù hợp với nhu cầu của người dân trong việc bảo vệ sức khỏe. Trong năm qua, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 9%, dẫn đầu thị trường về doanh thu phí bảo hiểm, tạo ra việc làm cho hơn 45.000 tư vấn viên mới, chi trả quyền lợi bảo hiểm trong năm 2021 lên tới 9.000 tỷ đồng. Trong đó chi trả cho 1.500 khách hàng gặp rủi ro do COVID-19 với số tiền là 35 tỷ đồng. Đơn vị cũng triển khai hàng nghìn chương trình tuyên truyền phòng chống đại dịch COVID-19, tư vấn chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 dưới các hình thức trực tiếp, trực tuyến. Với những đóng góp đó, thì Bảo Việt Nhân Thọ vừa được tạp chí Tài chính và Ngân hàng Toàn cầu vinh danh là doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tốt nhất Việt Nam 2022.